trên đấy. Một thằng ở trên này kéo vào. Thế là tổng số là bao nhiêu con nhỉ? 47. Bao nhiêu? 47. 470 á? Ừ. Năm quả lồng này đựng 4 tầng này là quá nhiều luôn. Rồi Khanh. Xin mời. Xin mời, cứ tự nhiên. Xin mời vào. Không ta mày để lên xong bắt đầu nó lót trong, lót bên trong. Bịt cửa chưa? Không lại về nhà làm giống này lại không. Chúng ta làm quả này đựng được nhiều. Áo ô tô nó mới đít này. Chào lên đi. Cúi đầu xuống. À. Lại đấy. Mấy cái tải ở trong đầy mà. Cho này vào xong lót. Cho đẩy một khay này được bao nhiêu con nhỉ? Đúng rồi. 90 con à? Khay này khay 90 con đúng không? Khay 70, khay 90, như thế đấy. Ừ. Lúc mà lắng nó là đây này. Trong này nhiều người đựng 90 con chả được bao nhiêu, mình đừng có một cái sọt hoa quả này đựng 90 con. 3 tầng. Hai cái này mai cứ chở tầm 800 bộ tư. Ờ, ấy tiền tầm lương ghép được một đứa. Để kia đi làm sao đâu lên chết này mất à? Ờ, chả bận gì. Đấy. Đấy. Hở trong đóng ấy vào thôi. Thôi ra nhá. Thôi về thôi. Thôi hẹn gặp lại nhá. Rồi rồi. Rồi về nhá. Vâng. À, cầm ấy đã. Cầm thuốc lưu đã. Thuốc lưu câu kia cầm rồi. Đây đây, đưa thêm cái này nữa. Về nhỏ lần nữa cho nó. Vâng, về nhỏ cho nó yên tâm. Cú gái đen cũng vẫn nhỏ được à? Được, nhưng mà phải có hai người. Rồi, thì một người bắt nó bay mất. Nhỏ một giọt nhỏ thôi. Chưa làm được thì để ngăn mát. Tốt nhất là chiều làm luôn. Đấy, quý vị và các bạn thân mến, thì hiện nay cái nhu cầu nuôi chim cu Pháp Nhật để làm thương phẩm và để phóng sinh cũng như là để chúng ta nuôi cảnh và làm vú nuôi để phục vụ cho những ấp những cái đôi trứng của những đôi chim cu ta như thế này, thì các bạn thấy là hiện bây giờ là Thang Chim Cu Gáy cũng đã chuyển giao con giống cho rất nhiều các bác bà con nông dân đang quay sang từ con gà, con lợn, con cá sang nuôi con chim này. Hiện nay thì các nhà hàng ăn họ sẽ có những cái món chim hầm, chim quay và những cái món cháo chim cũng như chim băm viên phi hành, rất là những cái món ngon. Thì thực tế là chim ở ngoài rừng thì hiếm, đâm ra những chú chim Nhật Pháp này là được nuôi ăn lúa và nuôi theo kiểu là nó một cái vườn trại, thì mà nó ăn lúa thì chúng ta thấy là thịt chim nó rất là thơm đó. Các bạn thấy là
kết nối cái kênh chim cú gáy hay của đồng chí Thao á, không số điện thoại là 033 530982, thì các bạn có thể là thấy được đây là những cái con chim cu Nhật, gọi là con chim có cái xám và có cái vệt đen ở cổ. Thì những chú chim này nó có tính năng là nó ấp làm vú nuôi rất là tốt. Bản thân mình thì mình không bán nhiều theo cái kiểu là thịt. Tất nhiên là có những người mà nuôi lấy giống thì mình sẽ để cho, và người ta sẽ bán cho những cái cửa hàng làm thương phẩm, làm món ăn. Đấy, nhưng mà riêng mình thì chim giống và chim cu gáy như thế này thì nó rất là ok, mình phục vụ anh em. Đây là những chú chim cườm. Đấy, sau khi biết mổ mình sẽ bán giống cho các bạn. Và các bạn nuôi những đôi chim này sau khoảng 1 năm thì nó thành chim bố mẹ. Và các bạn chỉ nhặt những chú chim, trứng chim của những chú chim này và cho chim vú nuôi. Chính là những cặp chim Nhật Pháp sẽ ấp và sẽ nuôi con. Điều đó nó sẽ ra con rất là nhiều để phục vụ cho anh em chơi chim cảnh, chơi chim đấu, chơi chim... lúa để cho chim các bạn nhé, lúa cho chim một tuần thì ăn hết phần này. Đây là những chú chim non thì mình sẽ nuôi bộ bón, bao giờ biết mổ thì mình sẽ bán cho các bạn để cho nó thuần. Đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú Gáy Hay. Cuối video mình xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống và đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay để ủng hộ mình và để đặt những chú chim giống. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.